Hello cả nhà, ở trong video trước thì mình đã hướng dẫn sử dụng Google Classroom để mà tạo một cái đề cương môn học phân chia theo các cái chương. Đấy. Ví dụ đây, chương 1 2 3 4 vân vân. Và trong mỗi chương thì có các cái bài học. Đấy, để mà tạo chương thì như các bạn đã biết là chúng ta sẽ tạo này và chủ đề này. Mỗi chủ đề chính là chương. Thế còn các cái bài học ở đây thì chúng ta sẽ tạo tài liệu. Sau đó là gắn tiêu đề mô tả rồi thêm tài liệu cho cái bài giảng này. Và cuối cùng chúng ta phải chọn cái chương. Đấy, chương ở đây. Thì cái bài này nó sẽ nhảy xuống đúng cái chương đó. Đấy, thì như vậy là đấy là cái video trước. Thì bây giờ ở trong video này để mà tăng thêm cái tính tương tác của người học với lại cái tài liệu hay là cái đề cương môn học này, thì chúng hết mỗi chương thì chúng ta nên có một cái bài trắc nghiệm. Phần này rất là quan trọng để cho người học tự đánh giá về cái khả năng nắm bắt kiến thức cũng như là cái kỹ năng sau khi học xong những cái bài học này. Ví dụ ở chương 1, đây chương tổng quan về điện toán đám mây đây, thì mình đã có hai cái bài giảng với các cái bài giảng video rồi là text đây, lợi ích của nó đây, vân vân. Bây giờ mình sẽ tạo một cái bài trắc nghiệm. Đấy, ví dụ ở đây chọn là tạo bài tập kiểm tra này. Đấy. Thì bây giờ tiêu đề là gì, là test chương 1. Đó, test chương 1. Rồi. Và nó tự động thêm cho mình một cái Google biểu mẫu có tên là blank quiz và tí mình đổi tên sau. Và cái bài này sẽ là ở thuộc cái chương 1 tổng quan. Đấy. Và bây giờ mình sẽ để mà tạo các câu hỏi, mình bấm vào đây. Đấy, thì đây chúng ta sẽ có là đấy, blank quiz đây thì mình đổi tên thôi. Test chương 1. Đấy, test chương 1. Đấy, đổi tên. Rồi, thì bây giờ đây là các cái phần câu hỏi. Thì câu hỏi này có nhiều cái dạng khác nhau, là trắc nghiệm, hộp kiểm. Trắc nghiệm đây là một chỉ được chọn một đáp án, hộp kiểm là nhiều đáp án. Đấy. Rồi trên này là trả lời ngắn, tức là những cái đoạn mà người thí sinh nhập đoạn trả lời vào rồi menu thả xuống vân vân. Đấy, cái nhiều cái mình đã làm một cái video hướng dẫn chi tiết cái phần này rồi. Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ nhập các câu hỏi thôi, đúng không? Đấy. Ví dụ là đâu, đúng không? Đâu không phải đi. Đâu không phải. Đấy, ví dụ đây là mình có một cái câu hỏi nhà đâu không phải là mô hình dịch vụ đám mây. Đấy, thì đây có các cái lựa chọn như này. Thế bây giờ để biết đáp án đúng sai chúng ta sẽ tức là để mà đưa ra câu trả lời đúng thì chúng ta bấm vào phần đáp án này rồi thêm điểm, ví dụ câu này được 1 điểm. Người ta chọn cái đáp án nào đáp án đúng. Đấy, và xong. Đấy. Và câu hỏi này giả sử đây là câu hỏi bắt buộc thì bạn chọn vào đây. Đấy. Còn ở đây có ba dấu chấm ở đây là gì, mô tả thêm những cái thông tin cho cái câu hỏi này để người học có thể dễ trả lời hơn. Hoặc chuyển tới phần dựa trên câu trả lời thì ở đây có nghĩa là gì? Cái này nó sẽ tinh vi hơn một chút, đó là gì? Dựa vào câu trả lời của người học thì nó sẽ chuyển hướng tới một cái câu hỏi, cái một cái phần nào đó trong cái bài test này. Đấy, thì tức là lúc đó chúng ta phải thiết kế cái bài test phải thật chặt chẽ và để biết rằng là ví dụ như người ta trả lời đúng cái câu này thì chúng ta có thể chuyển thẳng sang một cái phần khác, bởi vì là câu này giả sử như câu này thì nó là bao quát của cả một phần đấy rồi, nếu đúng thì chuyển tới, còn nếu sai thì chúng ta sẽ cho tiếp tục hỏi thêm vài câu nữa để mà đánh giá về việc cái kiến thức của người học trong cái phần này. Đấy, giả sử đấy. Đấy thì đó là phần đấy. Còn tiếp theo là sắp xếp thứ tự đáp án, tức là mình trao đổi thôi. Trao đổi đáp án. Đấy. Rồi, như vậy là trong phần này chúng ta lưu ý được phần đáp cho điểm này, chọn câu trả lời này, bấm xong. Đấy thì như vậy là chúng ta đã tạo thêm được một câu. Và tiếp đó chúng ta lại thêm câu hỏi thôi. Đấy, và chúng ta cũng sẽ chọn ghi câu hỏi thêm các đáp án và chọn phần trắc nghiệm. Đấy, thì cái phần này là sẽ giúp cho người học tương tác tốt hơn với cái bài tập. Đấy, với cái chương này.
Đấy, thì sau khi mà xong thì chúng ta sẽ bấm là giao bài. Đấy, giao bài như này. Và như vậy là trong cái chương 1 sẽ có mục test chương 1. Đấy, test chương 1. Đấy, và người học sau khi học xong có thể làm bài test. Đấy, người ta sẽ mở ra và người ta bấm vào đây để làm cái bài test. Đấy. Được chưa? Test chương 1 đây. Đấy, nó sẽ hiển thị như thế này. Đấy. Rồi mình bấm vào đây này. Đấy, gửi này. Chúng ta sẽ xem được điểm số. Đấy, thì đúng rồi, đúng không ạ? Đấy, câu trả lời đúng. Đấy. Ok. Thì đấy chính là một trong những cái cách thức mà giúp thầy cô nên thiết kế cái đề cương môn học đấy, để mà tăng cái tính tương tác và người học có thể đánh giá được cái kiến thức của mình. Đấy. Cảm ơn thầy cô đã